Thi đấu bùng nổ ở sân nhà nhưng Arsenal lại chơi quá tệ trên sân khách. Đây là bài toán chưa có lời giải của pháo thủ khi họ tiếp tục gây thất vọng trước tân binh Sheffield United ở trận đấu muộn vòng 9. Họ phải chịu thất bại với tỷ số tối thiểu từ bàn thắng của Les Moussets bên phía đội chủ nhà. Thất bại đáng tiếc trước Sheffield đêm qua đã khiến Arsenal bị đánh bật khỏi top 4 trên bảng xếp hạng. Họ hiện đứng thứ 5 với 15 điểm, kém 2 điểm so với hai đối thủ xếp trên là Leicester City và Chelsea. Tạp chí France Football vừa chính thức công bố danh sách 30 đề cử cho danh hiệu quả bóng vàng 2019. Liverpool thống trị danh sách này với 7 gương mặt. Xếp ngay phía sau Liverpool với số đề cử là Manchester City với 5 ứng viên. Áo quần Champions League Tottenham Hotspur chỉ có được 2 ngôi sao lọt vào top đề cử là thủ môn Hugo Lloris và tiền đạo Son Heung-min. Đương kim quả bóng vàng Luka Modric không có mặt trong đề cử năm nay, trong khi bản danh sách này lại tiếp tục thiếu vắng Neymar. Theo lịch, tạp chí France Football sẽ công bố kết quả bình chọn danh hiệu quả bóng vàng 2019 vào ngày 2 tháng 12 tới. France Football cũng vừa công bố danh sách rút gọn cho danh hiệu Copa, cầu thủ U21 hạng nhất năm. Người hâm mộ nhận ra nhiều gương mặt quen thuộc từ các đội bóng hàng đầu châu hiện nay như Jadon Sancho, João Felix, Matthijs de Ligt, v.v. Đáng chú ý là trong danh sách này còn có Lee Kang-in, cầu thủ sinh năm 2001 đang khoác áo câu lạc bộ Valencia. Ngôi sao 18 tuổi người Hàn Quốc được đôn lên đội một Lodge từ năm ngoái và đã có 8 lần ra sân tại La Liga. Copa là giải thưởng được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2018. Năm ngoái chủ nhân của giải thưởng này là Kylian Mbappe. Bên cạnh các danh hiệu cầu thủ nam hay nhất, nữ cầu thủ hay nhất, cầu thủ U21 hay nhất, đêm gala quả bóng vàng do France Football tổ chức sắp tới sẽ chứng kiến sự xuất hiện lần đầu tiên của Yashin Trophy, giải thưởng vinh danh thủ môn có màn thể hiện ấn tượng nhất năm. Danh sách rút gọn cho giải thưởng danh giá này cũng đã được công bố. Alisson Becker sẽ vấp phải sự cạnh tranh gắt gao từ những gương mặt quen thuộc như Ederson Moraes, Jan Oblak, Marc-Andre ter Stegen v.v. Yashin Trophy là danh hiệu được lấy tên theo huyền thoại Lev Yashin, giải thưởng mới của tạp chí France Football cũng nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt từ người hâm mộ. Jonathan Barnett vừa trở thành người đại diện kiếm tiền tốt nhất thế giới trong năm 2019. Theo số liệu thống kê từ Forbes, tổng giá trị của các thương vụ mà Barnett đàm phán tính đến lúc này đã lên đến con số hơn 1 tỷ bảng. Mức hoa hồng mà người đại diện của Gareth Bale thu về từ những hoạt động thương lượng này có thể đã vượt qua con số 99 triệu bảng. Từ vị trí thứ 3, Jonathan Barnett đã vươn lên ngôi vị dẫn đầu và xếp hạng những người đại diện kiếm tiền giỏi nhất thế giới. Hai người đại diện nổi tiếng khác là Jorge Mendes và Mino Raiola cũng có mặt trong top 5 của danh sách này. Theo Daily Mail, Manchester United đã gia nhập cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ Danish Zakaria của Mönchengladbach. Các ông lớn khác như Tottenham, Bayern Munich, Inter và Dortmund cũng đang theo dõi rất sát sao tiền vệ người Thụy Sĩ. Cầu thủ 22 tuổi này là tiền vệ phòng ngự. Denis Zakaria được đánh giá cao ở tranh chấp và đánh chặn. Anh còn có khả năng tạo đột biến từ những cú sút xa có độ trượt xa cao. Cầu thủ này được Gladbach định giá khoảng 44 triệu bảng. Man United đang theo dõi từng động thái của Zakaria. Huấn luyện viên Solskjaer cho biết ông sẽ tiếp tục đầu tư vào những cầu thủ trẻ để thực hiện cuộc cách mạng hóa tại sân Old Trafford. Hôm 21 tháng 10, huấn luyện viên Trương Việt Hoàng đã chính thức xác nhận sẽ cầm quân ở đội bóng mới Viettel kể từ mùa giải 2020. Hợp đồng của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng với Hải Phòng đã kết thúc từ ngày 30 tháng 9 năm 2019, nhưng anh vẫn tiếp tục cầm đội bóng ở hai trận cuối cùng của mùa giải để trọn tình trọn nghĩa với các cổ động viên đất cảng. Cuộc tiếp đón tân áo quân Thành phố Hồ Chí Minh hôm 23 tháng 10 sẽ là trận cầm quân cuối cùng của cựu tuyển thủ Việt Nam cho đội chủ sân Lạch Tray. Huấn luyện viên Trương Việt Hoàng dẫn dắt Viettel được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng quân đội trở thành thế lực thực sự của bóng đá Việt Nam.